Tiến tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 và thực hiện tháng công nhân năm 2019, Liên đoàn Lao động huyện Định Quán đã phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ trao tặng quà cho đoàn viên công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn huyện. 15 đoàn viên đã được nhận quà với mức 3 triệu đồng trên mỗi phần quà dành cho đoàn viên công nhân viên chức lao động bị bệnh hiểm nghèo, và 2 triệu đồng trên mỗi phần quà dành cho những đoàn viên công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng kinh phí trao tặng quà lần này lên đến 40 triệu đồng từ nguồn vận động của Liên đoàn Lao động tỉnh. Trong đợt 1 năm 2019 đã có 239 trường hợp được nhận quà với số tiền lên đến 600 triệu đồng. Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục vận động kinh phí từ nhiều nguồn đóng góp trong xã hội để giúp đỡ nhiều hơn cho những trường hợp khó khăn.